Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 14 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của vùng áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày mai thời tiết Bắc Bộ giảm mưa và có xu hướng tăng nhiệt. Trong đó, ngày 16 và ngày 17 tháng 5 có nơi đạt đến mức nhiệt trên 38 độ và cường độ cũng như là phạm vi nắng nóng cũng sẽ tăng thêm diễn ra trên diện rộng, tập trung xuất hiện từ khoảng 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều, tiết trời khá oi bức và khó chịu. Hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây cũng sẽ tác động mạnh đến thời tiết ở các tỉnh Trung Bộ trong những ngày sắp tới. Nắng nóng diện rộng với cường độ gay gắt và nhiệt độ cao nhất có nơi đạt ngưỡng 39 đến 40 độ, gây cảm giác cực kỳ oi bức và ngột ngạt. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Và chiều tối và đêm trời hầu như không mưa hoặc có mưa dông diện hẹp. Vì vậy thời tiết có xu hướng nóng bức cả ngày và đêm. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng phổ biến ở khoảng 25 đến 29 độ. Với diễn biến thời tiết như vậy thì người dân trên khu vực cũng như là du khách nên hạn chế làm việc ngoài trời quá lâu, đặc biệt là vào các giờ cao điểm của nắng nóng để tránh bị cảm nắng hoặc sốc nhiệt gây ra những ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Đối với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thời tiết ban ngày tại đây sẽ có nắng nhiều hơn, do đó thì nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng tăng lên khoảng từ 1 đến 2 độ. Đồng thời, những cơn mưa dông sẽ tập trung chính vào buổi chiều tối và tối với diện mưa rải rác, có nơi có mưa vừa. Ban đêm chủ yếu có mưa dông vài nơi. Trong cơn dông vẫn cần phải đề phòng với lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Do đó, thời tiết vào ban ngày khá thuận lợi cho du lịch. Và đến Nam Bộ, trong những ngày sắp tới, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động yếu, nên thời tiết nơi này chủ yếu có mưa dông vào cuối ngày với diện mưa rải rác vào lúc chiều tối và tối. Ban đêm trời ít mưa hơn, do đó du khách cần đề phòng với mưa dông kèm theo cả lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Còn vào ban ngày, thời tiết sẽ ít mây, trời nắng đẹp và cường độ nắng có xu hướng tăng nhẹ. Tuy có nơi xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt cao nhất cũng chỉ dao động quanh 35 độ và thời tiết sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch ngoài trời. Thuộc khu vực Nam Bộ, khoảng 1/3 diện tích của Cần Giờ cũng có mưa dông vào chiều tối và đêm. Còn khoảng thời gian từ sáng đến trưa chiều, thời tiết vẫn ủng hộ cho quý vị tham quan dã ngoại và có thể khám phá thiên nhiên bởi vì trời nắng ráo và nhiệt độ dao động trong khoảng là 33 đến 34 độ. Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km, Cần Giờ là một huyện biển giúp du khách tìm về với không gian bao la và mát dịu của biển cả, cũng như thưởng thức những món hải sản tươi sống thơm ngon. Thuộc địa phận xã đảo Thạch An, huyện Cần Giờ và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km, thiêng liêng là một hòn đảo nhỏ với bốn bề là sông nước, kênh rạch chằng chịt với rừng cây phủ đầy trên đảo. Nơi này ít được biết đến do con đường đến đảo còn khó khăn. Những du khách tìm đến với thiêng liêng đơn giản chỉ để được khám phá, trải nghiệm và cảm nhận một cuộc sống ở nơi xa xôi hẻo lánh. Bên cạnh những trải nghiệm thú vị mà mảnh đất này đem lại, quý vị cũng sẽ thấy cảnh vật nơi đây khá hoang sơ nhưng rất thanh bình và mộc mạc. Cũng như có dịp được tìm hiểu thêm về nghề làm muối ở thiêng liêng, nơi được coi là một trong những vùng hiếm hoi còn lưu giữ cách làm muối truyền thống. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ có thể giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!